Chào mừng các bạn đến với chương trình BG buổi sáng cùng DCI, một cách thông minh để bắt đầu ngày mới. Hy vọng các bạn thân thích. Xin chào mừng các bạn đến với chương trình BG buổi sáng. Hôm nay là ngày 3 tháng 8. Đây là thứ hai. Thứ hai là điều tồi tệ nhất trên thế giới. Trừ khi bạn đang bị cách ly thì tất cả các ngày đó đều giống nhau. Và hôm nay chúng tôi có một đội ngũ tuyệt vời để trả lời câu hỏi của bạn. Đầu tiên, tôi muốn giới thiệu họ vì đây là lần đầu tiên họ tham gia chương trình và cả hai đều là bạn cũ của tôi và là những người rất tốt, những người rất tuyệt vời. Carol Wu sống ở Đài Trung, Đài Loan và cô ấy là trợ lý cho một tổng giám đốc của một doanh nghiệp sản xuất ở đó trong 10 năm. Và họ cũng có các cửa hàng bán lẻ ở trên khắp Đài Loan. Cô đã đến trường SCIM 2 lần để tham gia khóa đào tạo giáo viên ở đó. Xin chào Veronica. Và cô ấy đang giảng dạy ở Đài Loan. Và cô ấy đã lấy bằng từ Vương quốc Anh về quản lý công nghiệp. Và Anton Katasus đến từ Moscow, Nga. Và anh ấy đang trong khoảng thời gian rất khó khăn do dịch virus ở Bali trên bãi biển. Tôi xin lỗi, bạn đã bị mắc kẹt ở đó. Đó là một tin rất buồn. Và anh ấy là một bác sĩ y khoa trong nhiều năm. Anh ấy đã có cơ sở hành nghề y của riêng mình ở Nga, đặc biệt là nghiên cứu y học Trung Quốc. Và giờ anh ấy cũng là giám đốc và chủ sở hữu của một công ty giáo dục trực tuyến rất thành công. Và tôi không thích anh ấy bởi vì video về cây bút của anh ấy có nửa triệu người xem và video về cây bút của tôi chỉ có kiểu như là tôi không biết nữa 15 lượt xem, nhưng không sao. Và anh ấy đã đến trường SCIM 2 lần để tham gia khóa đào tạo giáo viên và anh ấy cũng là một thành viên rất tích cực của nhóm Miss Nuts và đang giúp đỡ rất nhiều với việc dịch các cuốn sách cổ, đặc biệt là từ tiếng Anh sang tiếng Nga. Vì vậy, rất vui khi có các bạn. Cảm ơn các bạn đã đến. Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Và hãy trả lời một số câu hỏi ngày hôm nay. Các bạn, bạn đã sẵn sàng chứ, Carol? Vâng. Xin chào Yusila, chào các giáo viên DCI. Tôi là Paula, tôi đến từ Bogota, Colombia, Nam Mỹ. Tôi có câu hỏi này cho bạn. Tôi mới mua một căn hộ bằng tín dụng ngân hàng trong 10 năm, nhưng tôi muốn trả những khoản tín dụng này chỉ trong 2 năm. Vì vậy, loại hạt giống nào tôi phải gieo trồng để thanh toán căn hộ của tôi trong 2 năm? Cảm ơn bạn. Wow, đó là một câu hỏi khó. Vâng, chúng ta phải hỏi doanh nhân từ Nga, anh ấy có thể làm được. Anton, bạn đề nghị gì nào? Tôi yêu thích tính cụ thể của câu hỏi này, vì vậy nó giống như là rất thẳng thắn. Vì vậy, Paula, thật tuyệt là bạn có một câu hỏi cụ thể. Và bạn biết đấy, câu trả lời bình thường cho câu hỏi này đó sẽ là: nay bạn hãy làm việc chăm chỉ hơn, kiếm nhiều tiền hơn, và hiển nhiên điều đó sẽ giúp bạn trả tiền cho căn hộ nhanh hơn. Nhưng bạn biết đấy, tất cả chúng ta đều biết, đôi khi bạn làm việc và bạn sẽ có tiền. Đôi khi bạn làm việc và bạn không có tiền. Vì vậy, có một số mối tương quan giữa làm việc và kiếm tiền. Nhưng chúng tôi sẽ nói rằng đó không phải là nguyên nhân của sự thành công về tài chính. Vì vậy, bạn có thể đã biết về hạt giống. Vì vậy, cách chúng ta có được một cái gì đó trong cuộc sống của chúng ta là bằng cách gieo trồng và giúp người khác đạt được cùng một mục tiêu. Vì vậy, dạng gợi ý rõ ràng đầu tiên sẽ là hãy tìm một người nào đó cũng đã, có thể là đã thanh toán một khoản chi trả đắt đỏ và họ đang mắc nợ. Và bạn có thể dành một giờ mỗi tuần giúp họ, có thể là cấu trúc các khoản thanh toán của họ hoặc tìm cách kiếm thêm tiền. Và đó sẽ là gợi ý đầu tiên tôi sẽ đưa ra cho mong muốn của bạn. Tất nhiên, bạn cũng đừng quên việc thực hiện thiền cà phê của mình. Đặc biệt là bạn muốn thực hiện nó trong 2 năm, chứ không phải trong 10 năm. Nhưng từ kinh nghiệm của tôi cũng vậy. Khi tôi mới bắt đầu sử dụng hệ thống, và tôi cũng có một mục tiêu rất cụ thể,
Ví dụ như tôi muốn tăng thu nhập của mình vì tôi không cảm thấy hài lòng. Vì thế, hãy tìm một đối tác nghiệp để giúp đỡ mỗi tuần một lần. Vì vậy, bạn muốn thực sự hiệu quả. Nếu bạn muốn đạt được kết quả nhanh chóng, bạn có thể muốn xem xét việc thực hành sự hào phóng mỗi ngày trong một vài tình huống nhỏ như là 3-4 lần một ngày. Bạn thực sự dừng lại và viết vào sổ của mình như là trong 24 giờ qua tôi có hào phóng không? Tôi đã giúp ai đó về tài chính hay giúp họ kiếm thêm tiền không? Và nếu bạn đang nhớ lại điều đó, hãy vui vẻ vì điều đó và có lẽ bạn có thể sẽ nhớ lại nếu có một khoảnh khắc nào đó bạn đã keo kiệt, kiểu như là giữ cho chính mình và không sẵn sàng chia sẻ thì bạn hãy hối hận thông minh về điều đó. Đồng thời, bạn hãy nghĩ về việc hào phóng nào tôi có thể làm tiếp theo. Vì vậy, nếu bạn thực hiện song song việc giúp ai đó với khoản thanh toán của họ, nếu bạn làm điều này thì theo kinh nghiệm của tôi, nó sẽ hiệu quả rất tốt và kết quả sẽ đến nhanh hơn nhiều. Được rồi, tuyệt vời, Carol. Những gì tôi đã nói, bạn là một người kinh doanh rất thành công. Vậy bạn sẽ làm gì? Vâng, tôi thực sự có một câu chuyện có thật cho trường hợp đó. Tôi có một người bạn và anh ấy mới bắt đầu kinh doanh vài năm trước và anh ta mượn tiền từ ngân hàng và sau đó anh ấy biết được về hệ thống hạt giống vì chúng tôi đã cùng học tập với nhau. Và sau đó, khi anh ấy đi vay vốn, anh ta bắt đầu quyên góp tiền cho những người cần tiền trong cuộc sống hàng ngày của họ. Anh ấy làm điều đó, anh ấy làm rất nhiều. Anh ấy làm điều đó thường xuyên và sau đó anh ấy cũng đã quyên góp rất nhiều cho những người nghèo đang cần tiền. Và mặt khác, anh ấy cũng giúp đỡ những người bạn của mình mà đang bắt đầu kinh doanh trong cùng lúc đó. Anh ấy chia sẻ giải pháp kinh doanh của mình và anh ấy chia sẻ ngay cả đó là khách hàng của mình. Ý tôi là các đơn đặt hàng của anh ấy. Anh ấy chia sẻ khách hàng của mình cho bạn bè của mình. Thật đấy. Và sau 3 năm, anh ấy đã kiếm đủ tiền, bạn biết đấy, trả hết các khoản vay của mình. Nó thực sự đã xảy ra. Và bạn biết không, đoán xem, anh ấy nói với tôi là ngân hàng không muốn anh ấy trả tiền trong một lần, trả tiền trong một lần. Vâng, và họ còn thậm chí muốn đưa ra lãi suất thấp hơn cho anh ta. Vì vậy, anh ấy đã làm việc với phòng kinh doanh, với đối tác kinh doanh của anh ấy. Và anh ấy đã giúp đỡ người đó bắt đầu kinh doanh của họ. Bởi vì bạn của anh ấy cũng cần tiền. Vì vậy, hãy tham khảo những gì Anton đã nói. Bạn biết đó, bạn hãy tìm những người cần giúp đỡ về tài chính và bạn hãy giúp anh ấy. Không quan trọng bạn sẽ cho bao nhiêu tiền hoặc nếu bạn không có thì bạn vẫn có thể giúp đỡ những thứ khác. Vì vậy, và sau đó các bạn có thể làm như là, sau đó các bạn biết đấy, vào những thời gian rảnh, các bạn hãy thiền cà phê. Vì vậy, nếu các bạn không có tiền thì bạn có thể cho ít hơn và các bạn phải giúp đỡ những người khác nữa. Bởi vì chủ đích là quan trọng hơn, nó sẽ làm cho việc quan tâm đến người khác, cho doanh nghiệp của họ sẽ được mạnh mẽ hơn và bạn đang chăm sóc họ. Vâng, vì vậy đây là đề nghị của tôi cho Paula và bạn phải thiết lập ý định của bạn và sau đó bạn hãy chăm sóc những người khác để giúp họ trong phần tài chính. Và sau đó hãy thực hiện thiền cà phê của bạn. Tôi nghĩ nó sẽ hiệu quả như là bạn của tôi. Vâng. Vâng, tôi thích kể câu chuyện về... Các bạn biết đấy, Phó Chủ tịch của DCI, Scott và Ulrich. Và họ muốn có một căn hộ thực sự gần nhà tôi. Và đó là một căn hộ đẹp. Và họ đã không có tiền đâu. Và đó là khi chúng tôi lần đầu tiên bắt đầu DCI. Vì vậy, họ đã hỏi tôi, làm thế nào chúng tôi có thể có một số tiền để có được... Họ thậm chí không thể thế chấp, bạn biết đấy, họ không thể vay được. Và họ hỏi tôi, chúng tôi nên làm gì? Và tôi nói, tốt thôi, chúng ta hãy cố gắng tìm ai đó cần một nơi để sống. Bạn biết đấy, chúng ta hãy cố gắng tìm một người cần một ngôi nhà và chúng tôi đã tìm thấy một người phụ nữ. Các bạn biết, gần núi Kim Cương có một nơi gọi là Bui và ở một thị trấn nhỏ và một người phụ nữ không có nơi ở và cô ấy khá nghèo.
Và sau đó chúng tôi, bạn biết đấy, chúng tôi đã làm việc khá chăm chỉ để tìm... Chúng tôi thực sự đã mua một nơi cho cô ấy. Chúng tôi đã cùng nhau quyên góp rất nhiều tiền và chúng tôi đã mua một ngôi nhà cho cô ấy. Và một điều rất kỳ lạ đã xảy ra, đó là có một ông chú. Tôi không biết nữa, chú của Scott hay ai đó. Ông chú mà ngay cả anh ấy còn không biết về ông chú này. Và rồi ông chú này chết. Và chính xác là sau khi họ trả tiền nhà cho người phụ nữ này, ông chú ấy đã cho họ tất cả số tiền để mua, chính xác số tiền để mua căn hộ của họ. Thế là họ đã mua được căn hộ. Và Scott đã đến gặp tôi. Và anh ấy nói: "Tôi đã hiểu rồi Gisela, bây giờ tôi đã tin vào 4 bước và chúng tôi đã có được căn hộ này. Nhưng tôi phải nói với thầy là tôi đã thiền cà phê thêm." Và anh chàng sở hữu căn hộ đó đã cho chúng tôi một nhà để xe. Vì vậy, họ có một nhà để xe lớn để bỏ rác của họ và để xe. Điều này giống như là bổ sung. Tôi nghĩ nó đến từ việc thiền cà phê. Vì vậy, Paula, đây là những câu chuyện có thật. Anton, bạn có bất kỳ ý tưởng nào khác không? Vì vậy, những gì tôi nhớ mà thực sự hữu ích cho tôi, đó là khi tôi, mục tiêu đầu tiên của tôi là tài chính, như là làm thế nào để tăng thu nhập. Và tôi nhớ rằng khi tôi bắt đầu thực hành điều mà tôi đã đề cập, như là kiểm tra lại bản thân liệu tôi có hào phóng hàng ngày, và tôi đã nhận ra rằng có những khoảnh khắc nho nhỏ của sự keo kiệt mà tôi không nhận ra trừ khi tôi thực sự kiểm tra chúng. Ví dụ, khi tôi đang lái xe và ai đó muốn đi trước mặt tôi, cũng như đôi khi khi tôi đang vội vã, tôi đã đẩy về phía trước và không cho họ khoảng trống, và tôi cảm thấy như là tôi đã không hào phóng, giống như là cho mọi người những gì họ muốn. Vì vậy, những điều nhỏ nhặt như thế này, khi bạn kiểm tra chúng trên cuốn sổ của mình, và nếu các bạn biết về cuốn sổ 6 thời, đó là một cách mà các bạn có thể làm. Chúng ta có thể tập trung vào một số hạt giống cụ thể mà các bạn muốn gieo trồng thường xuyên, và rất nhanh sau khi tôi bắt đầu làm việc đó một cách thường xuyên thì thu nhập của tôi đã bắt đầu tăng. Tôi đã đạt được mục tiêu của mình, làm cho thu nhập tăng gấp đôi so với trước đây, và tôi đã lặp lại nó trong 6 hoặc 8 lần liên tiếp. Chỉ thực hành những điều này giúp đỡ người khác, kiểm tra sự hào phóng của mình, và nó sẽ hiệu quả rất tốt. Carol, bạn có câu chuyện nào về cách chính bạn sử dụng 4 bước cho thứ gì đó không? Vâng. Tôi có thể nhớ rằng chủ yếu là lúc làm việc cùng với các đồng nghiệp của tôi. Vì vậy, tôi thường, bởi vì tôi thích hoặc tôi muốn kiếm nhiều tiền hơn, bởi vì mọi người muốn kiếm được nhiều tiền hơn, muốn kiếm được nhiều tiền lương hơn hoặc tiền thưởng hơn, và chúng tôi song hành cùng nhau, và chúng tôi muốn học cách hợp tác cùng nhau, vì chúng tôi phải là một nhóm, không phải là cạnh tranh giữa các thành viên trong nhóm. Vì vậy, đó là mục tiêu của tôi để làm điều đó. Vì vậy, tôi chỉ cần dạy nhóm của tôi làm điều đó, thực hành 4 bước. Tất nhiên, tôi luôn luôn làm. Tôi nghĩ tôi thích cho mọi người tiền khi tôi có thể, vì nếu tôi có thể giúp mọi người, bất kể tôi cho đi bao nhiêu tiền, khi tôi học cách chia sẻ, cho đi, nó sẽ hạnh phúc hơn thay vì chỉ nhận. Vì vậy, đây là cách tôi đã thay đổi bằng cách sử dụng 4 bước và sau đó để giúp đỡ người khác. Vâng. Và để nói về Paula, vì anh ấy muốn, cô ấy muốn thanh toán nhanh hơn, hoàn thành nhanh hơn, đúng không? Vì vậy, tôi nghĩ có một vấn đề được gọi là một cách hiệu quả. Ý tôi là hiệu quả. Vâng, hiệu quả. Và những gì cô ấy có thể làm, đó là nếu cô ấy, bạn biết đấy, tại nơi làm việc, cô ấy có thể giúp đỡ đồng nghiệp của mình, bạn biết đấy, để làm công việc giấy tờ nhanh hơn, hoặc bàn giao cho người giám sát, bạn biết đấy, để làm việc gì đó nhanh hơn,
Vì vậy, tôi nghĩ rằng đó sẽ là một hạt giống cần gieo để hiệu quả hơn. Như vậy, cô ấy có thể có được, bạn biết đấy, cô ấy có thể có nhiều thời gian hơn trong tâm trí cô ấy. Vâng, vì vậy tôi nghĩ rằng thời gian là tiền bạc, phải không? Vì vậy tôi muốn hỏi thầy GC Michael, vậy thời gian là tiền bạc, đúng không ạ? Đúng. Vậy có nghĩa là nếu tôi cho ai đó thời gian và sau đó chúng ta có thể nhận được tiền theo cách nào đó, phải không? Điều này đúng không ạ? Vâng, tôi thực sự tin như vậy. Bởi vì thời gian của bạn, thời gian có giá trị hơn tiền. Bởi vì tiền bạn có thể mất nó và bạn có thể lấy lại, nhưng thời gian bạn không thể lấy lại. Bạn biết đấy, nó có giá trị hơn tiền, tôi nghĩ vậy. Vì vậy, nếu bạn cho mọi người thời gian của bạn, tôi nghĩ chắc chắn bạn có thể nhận lại tiền. Vâng, vâng. Vì vậy, nếu Paula, bạn biết đấy, nếu bạn không có nhiều tiền để cho người khác, bạn có thể dành thời gian cho người khác. Đó có phải là chuông báo của bạn không? Có phải đó là kết thúc của Ayam? Được rồi, các bạn phải tóm tắt lại một gợi ý mà Anton cần làm cho Paula, một điều cụ thể bạn có thể làm trong tuần này. Vậy trước tiên, tìm người cũng có tình huống tương tự như bạn và nỗ lực để giúp họ. Và thứ hai, hãy kiểm tra những điều cơ bản hàng ngày, hành động của sự hào phóng đang làm và hành động của sự keo kiệt. Và bắt đầu hãy trở nên nhận thức hơn về điều đó trong việc theo dõi nó bằng cuốn sổ của bạn hay bằng bất kỳ cách nào khác mà bạn có thể theo dõi điều đó. Carol, điều bạn làm là gì? Một hành động? Vâng, vì vậy, Paula, bạn có thể làm là, bạn biết đấy, giúp đỡ thành viên trong gia đình bạn hay đồng nghiệp của bạn, và sau đó chỉ cần giúp họ để nhận sự giúp đỡ của họ, để làm như... tôi xin lỗi, ý tôi là chăm sóc những đứa trẻ, bạn biết đấy, hoặc mua gì đó cho họ, hoặc nếu họ đang trong tình huống khẩn cấp thì bạn hãy giúp họ. Vậy thời gian thì rất quan trọng cho bạn, vì vậy bạn có thể cho mọi người thời gian. Vâng, 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 tuyệt vời. Ý tôi là gì nhỉ? Bạn biết đấy, tôi vừa mới hoàn tất việc dịch một cuốn kinh và tôi đã dịch nó rất lâu rồi. Nó mất gần 3 năm của tôi. Nó là hơn 300 trang và ở trong đó có một cuộc thảo luận rất dài của Đức Phật về một hạt giống nghiệp rất tốt để giúp người khác có nơi để ở. Thậm chí chỉ một đêm để giúp người khác tìm nơi để ở. Vì vậy, Paula, tôi nghĩ rằng điều đó cũng sẽ thật hữu ích, tuyệt vời. Các bạn có, đó là lời đề nghị của chúng tôi cho bạn. Cảm ơn bạn. Chúng tôi rất thích nhận được những thứ từ Colombia và từ miền Nam nước Mỹ. Vì vậy, chúng ta có câu hỏi cho ngày mai. Các bạn có câu hỏi chưa? Vâng, được rồi. Tôi đang viết một cuốn sách để nỗ lực mang nghiệp đến với khía cạnh của sức khỏe tinh thần. Và vì vậy, tôi đang tự hỏi, làm thế nào để trở thành một tác giả bán chạy nhất? Tuyệt vời. Làm thế nào để trở thành tác giả bán chạy nhất? Tôi đã hỏi câu này với thầy của tôi về điều đó. Được rồi, tuyệt vời. Cảm ơn các bạn. Các bạn sẽ trở lại vào thứ tư đúng không? Chắc chắn, chắc chắn. Tuyệt vời, tuyệt vời. Thật là tốt để gặp mọi người từ khắp nơi trên thế giới. Được rồi, cảm ơn các bạn. Cảm ơn. Cảm ơn, đó là một câu hỏi tuyệt vời. Tạm biệt. Tôi sẽ gặp các bạn vào thứ tư. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã xem chương trình BG buổi sáng. Hẹn gặp lại các bạn.